Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến. Tập 26. Chương 251, kiếm điểm kinh nghiệm. Lý Đạo Huyền thấy cảnh phía dưới, cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Lúc trước y cố ý không ra tay thu thập Lý Anh chính là vì muốn dành cho dân đoàn một cọc gỗ để kiếm điểm kinh nghiệm. Nào biết Lý Anh này ngay cả cọc gỗ kiếm kinh nghiệm cũng không xứng làm, còn chưa đánh đã ném khôi giáp bỏ chạy rồi. Con mẹ nó, kế hoạch luyện binh to lớn của lão tử, cứ như vậy mà mất sao? Các người tí hon của ta, bây giờ vẫn là dã lộ tử chưa trải qua một trận chiến nghiêm chỉnh nào a? Các ngươi quay lại cho ta. Lý Đạo Huyền phồng má lên, nhắm ngay đội ngũ của Lý Anh thổi một hơi. Lý Anh đang dẫn đội chạy như điên, không ngờ đột nhiên gặp phải một cơn gió lớn thổi tới, gió rất lớn. Thổi cho các binh lính đi đầu không đứng vững, ngã hết về phía sau, binh sĩ đi theo đằng sau trong nháy mắt bị trượt chân đổ ngả đổ nghiêng. Tốc độ chạy trốn trong nháy mắt đã chậm lại. Lý Anh sợ tới mức hồn vía lên mây, yêu phong lại tới nữa rồi. Đội ngũ phía trước rối loạn, đội ngũ phía sau đâu còn chạy kịp, mắt thấy phản quân Cố Nguyên phía sau càng đuổi càng gần. Mấy tên bách hộ phía sau không đợi Lý Anh hạ lệnh, tự giống to lên, xoay người lại, bắn tên. Mấy bách nhân đội rơi xuống cuối cùng, lập tức xoay người lại, lấy cung cài tên. Bọn họ cũng không phải quân đội tinh nhuệ gì cả, cung sử dụng là tiểu sao cung. Một loại cung mềm uy lực cũng không tính mạnh lắm, một đợt mưa tên bay tới, bắn lên trên miên giáp của dân đoàn, vô lực rơi xuống. Lúc này Trình Húc cũng hô to, đứng được ra đó làm gì? Nỏ cầm tay của các ngươi là dùng để ngắm hay sao? Người của dân đoàn cũng bừng tỉnh, vội vàng dùng nỏ phản kích. Bọn họ ai cũng có nỏ, còn đội ngũ của Lý Anh lại không phải ai cũng có. Dưới tình huống hai bên đối xạ, mưa tên của dân đoàn càng có quy mô hiệu quả, một đợt mũi tên bay qua, phốc phốc phốc, bắn trúng người quan binh. Quan binh tuy cũng có giáp, nhưng bọn họ không phải ai cũng có. Hơn nữa có một số người mặc bố giáp vẫn chỉ mặc cho có, trên đó không có mấy mảnh giáp. Trận mưa tên này khiến bọn họ rất khó chịu, không ít người bị mũi tên bắn trúng nơi mảnh giáp không phủ tới, đau đến mức kêu la không ngừng. Trình Húc tính toán khoảng cách song phương, mắt thấy xa khoảng 6-7 trượng, bèn lớn tiếng hô, tam nhãn thần súng, châm lửa. 10 cây tam nhãn thần súng trong dân đoàn lập tức châm ngòi nổ. Thứ này vừa bốc cháy, người bên cạnh sợ quá vội vàng tránh xa một chút. Binh sĩ cầm tam nhãn thần súng cũng vội vàng hai tay cầm vào cán gỗ, cố gắng đưa nó vươn về phía trước, tránh làm tổn thương người một nhà. Dân đoàn vốn đang đuổi theo địch nhân cũng chậm bước chân, dù sao cũng không có ai dám chạy đến phía trước tam nhãn thần súng. Lý Đạo Huyền ở trên bầu trời nhìn thấy một màn buồn cười này, trong bụng cũng cười thầm, đây chính là chỗ lạc hậu của tam nhãn thần. Súng, khi sử dụng rất phiền phức, tầm bắn gần, uy lực chẳng ra sao, còn dễ dàng thương tổn người mình, mấu chốt là quân địch còn rất dễ tránh, cách quân địch không đến 20 mét châm lửa, người ta làm sao không nhìn thấy được. Quan binh phía trước nhìn thấy phía sau có đốm lửa nhảy lên, đã bắt đầu nghĩ biện pháp rồi. Vài tên bách hộ giống to lên, nằm xuống, tam nhãn thần súng. Các binh lính vội vã lăn trên mặt đất một vòng, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Lúc đối phương chuẩn bị bắn hỏa súng, bọn họ không cần vội vã chạy trốn, bởi vì lúc này quân địch cũng sẽ không đuổi tới gần. Bằng bằng bằng, tam nhãn thần súng khai hỏa, 10 cây tam nhãn thần súng, lần lượt vang lên, một mảnh đạn chỉ bắn loạn xạ về phía trước. Loại hỏa súng này không có độ chính xác gì đáng nói, còn bịp hơn cả hỏa thang thương, chỉ cần chú ý lựa chọn cánh cửa vận mệnh cho đúng. Nhưng quan binh đã nằm xuống đất từ lâu, đương nhiên cũng chỉ có thể bắn vào không khí. Mấy tên bách hộ của quan binh lại hô to lên, tam nhãn thần súng bắn xong rồi, tất cả mọi người đứng lên, tiếp tục chạy. Thật ra không cần họ hạ lệnh, các binh lính đã sớm bò dậy, tiếp tục chạy như điên về phía tây. Người của dân đoàn lại ngớ người ra, cúi đầu nhìn thoáng qua tam nhãn thần súng trên tay mình, ngơ ngác nói, hỏa súng lợi hại như vậy, bắn hết một đợt, lại không bắn trúng một kẻ địch nào. Lý Đạo Huyền thầm cười to, ha ha ha, rất thú vị đúng không? Tam nhãn thần súng chính là rác rưởi như vậy đấy, cho các ngươi tự tay thử thì sẽ biết.
trong lịch sử nó chả phát huy được bao nhiêu tác dụng, ngay cả bộ đội tạp nham cũng không sợ thứ này, chứ đừng nói là biên quân và Mãn Thanh. Lần này coi như có chút hiệu quả luyện binh, ít nhất để cho các người Tí Hon biết được khuyết điểm của tam nhãn thần súng trong thực chiến. Người của dân đoàn lúc này cũng không có khả năng lắp đạn thêm cho tam nhãn thần súng nữa, 10 người cầm súng chỉ có thể đem nó làm búa, tiếp tục đuổi theo về phía trước. Quan binh phía trước tiếp tục trốn, dân đoàn vừa đuổi vừa dùng nỏ bắn. Quan binh rớt lại phía trước cũng thỉnh thoảng xoay người bắn trả một mũi tên. Hai bên cứ thế một đuổi một trốn, một đường đánh vô cùng náo nhiệt. Hai tên ngốc Cao Sơ Ngũ và Trịnh Đại Ngưu chạy một mạch xông lên đầu đội ngũ. Hai người giáp dày, tên bắn lên trên người vang lên leng keng, không có tác dụng gì, hơn nữa hai người như hai người sắt thoạt nhìn cũng rất dọa người. Quan binh phía trước quay đầu lại, nhìn thấy hai tên người sắt này liền quá sợ hãi, căn bản không dám giao thủ, vừa trốn vừa nói, đừng để hai quái vật kia tới gần, khẳng định là hãn tướng trong biên quân. Trịnh Đại Ngưu, này, đừng chạy, quay lại đánh nhau đi. Quỷ mới muốn đánh nhau với hắn, nghe thấy hắn hô lên sợ hãi hơn, chạy trốn càng nhanh hơn. Lý Đạo Huyền thỉnh thoảng ấn lên nút tay trên hộp, để cho tầm nhìn luôn đuổi theo sát nhóm người bọn họ, muốn xem náo nhiệt, chạy chạy. Phía trước đã sắp đến biên giới tầm nhìn của Lý Đạo Huyền rồi. Trong lòng y bắt đầu do dự, phải ra tay sao? Nếu không ra tay, nhóm Lý Anh sẽ chạy ra ngoài tầm nhìn mất. Đang nghĩ tới đây, đột nhiên thấy đội ngũ Lý Anh ầm một tiếng, chia thành mấy nhóm, tạo thành hình cánh quạt chia ra chạy. Hóa ra bọn quan binh cũng rốt cuộc nghĩ tới, nhân số phản quân Cố Nguyên ít hơn, chỉ có 500 người thôi. Chắc chắn không có khả năng chia ra truy kích mình, dưới tình huống này đương nhiên là phân tán chạy trốn thì tốt hơn. Lý Đạo Huyền nhìn trái, lại nhìn phải, lại không tìm được Lý Anh. Thì ra, tên kia vừa chạy, vừa quăng mũ giáp, vốn áo giáp trên người rất dễ thấy, về sau cởi sạch, trà trộn vào trong đám binh lính, cứ như vậy biến mất không thấy đâu. Lý Đạo Huyền không khỏi nhếch mép, trốn như vậy đối với mình cũng không có tác dụng, mặc kệ hắn chia bại quân làm mấy nhóm ra trốn, mình một trưởng là có thể giết toàn bộ, một người cũng chạy không thoát. Có điều bỏ qua đi, thứ rác rưởi nhìn thấy kẻ địch liền chạy trốn có cần tự mình ra tay hay không? Có thể uy hiếp thôn Cao ra được chút nào sao? Hoàn toàn không có. Lý Đạo Huyền thu tay lại, ngồi nhìn đám người Lý Anh trốn ra khỏi sát biên giới cái hộp, soạt một cái biến mất không thấy đâu. Trình Húc cũng đuổi theo ra khỏi cái hộp. Có điều, khóe mắt Trình Húc vẫn theo dõi đám mây treo trên bầu trời. Gã đang đuổi theo thì đột nhiên phát hiện đám mây của Thiên Tôn dừng lại ở bầu trời phía sau, không có đi theo. Trước mắt Trình Húc xuất hiện bốn thái nãi nãi, trên tay còn cầm quả cầu hoa màu đỏ, ở giữa không trung lắc lắc ương ca, động tác nhịp nhàng, hết sức đẹp mắt. Trình Húc hét lớn tiếng, ngừng, tất cả mọi người, ngừng truy kích. Người của dân đoàn lập tức dừng lại, không đuổi nữa. Cao Sơ Ngũ quay đầu lại, đáo, quỷ thiên hộ, sao chúng ta không đuổi theo? Trình Húc nói, giặc cùng đường đừng đuổi, đây là trên binh thư đấy, chúng ta đuổi tới đây cũng đã đủ rồi. Đám người Lý Anh nhất định sẽ chạy ra huyện Trường Thành, sẽ không dám trở về nữa, chúng ta cũng nên thu tay lại thôi. Sau đó liền lui về trong tầm nhìn của Lý Đạo Huyền, thái nãi nãi thoáng cái toàn bộ biến mất không thấy đâu. Gã lập tức lui nhanh về phía sau, sau thời gian 13 lần nháy mắt, Trình Húc gã lại phấn chấn, hắc, lại an toàn rồi. Chương 252, ta là hào kiệt muốn cứu vớt thiên hạ. Trình Húc thu binh trở về, lui xuống phía dưới đám mây thấp. Người của dân đoàn cũng rút về theo, mọi người kiểm kê chiến lợi phẩm trên tay, hắc hắc, thật đúng là không ít. Quan binh là vừa chạy vừa giảm bớt gánh nặng, thật sự diễn tả bốn chữ ném nón bỏ giáp tới cực hạn. Chọn bộ sơn văn giáp của Lý Anh, hiện tại tất cả đều rơi vào tay của dân đoàn. Mỗi người nhặt được một khối nhỏ, mọi người đem hợp lại biến nó thành một bộ, nâng tới trước mặt Trình Húc, quỷ thiên hộ. Chúng tôi đã thu được áo giáp của đại tướng quân địch, cái này cho ngươi. Trình Húc cười, ta lấy có tác dụng chó gì, bộ trên người ta chế tác cũng không kém so với của hắn, đem về cất đi, đợi khi nào chúng ta có vị tướng lãnh thứ hai thì đưa cho hắn. Bát Địa Thỏ từ bên cạnh thò đầu ra, đó chắc chắn là ta. Đại tướng thỏ ra, không bằng sớm đưa nó cho ta đi. Bịch. Một quyền của Trình Húc hất văng Bát Địa Thỏ ngã ra đất. Mọi người kiểm kê chiến lợi phẩm, tất cả thu gom thành một đống, sau đó bỏ trong một bao lớn khiêng đi. Lúc này,
Bất luận là quan binh Quân Minh, binh Mãn Thanh hay là binh Lưu Khấu, thái độ đối với chiến lợi phẩm đều là ai nhặt được thì là của người đó, nhưng dân đoàn thôn Cao Gia thì khác. Bọn họ mỗi ngày học 3 điều kỷ luật, trong đó có một cái chính là tất cả thu hoạch phải sung vào công quỹ. Cho nên mọi người cũng không ai nhặt được là của người đó, mà giao cho cùng một nơi thống nhất phân phối. Chuyện này sẽ khiến dân đoàn trong lúc đánh trận sẽ không xuất hiện hành vi chạy lung tung vì tài vật. Lý Đạo Huyền ở trên bầu trời nhìn hành động của bọn họ, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, rất tốt, thành quả của phương diện giáo dục tư tưởng cũng bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Y đang nghĩ tới đây thì đột nhiên phát hiện ở phía cuối tầm nhìn xuất hiện một con khoái mã, kỵ sĩ trên ngựa mặc giáp trụ toàn thân, tay cầm trường thương. Tuần kiểm trường thành Phương Vô Thượng tới rồi, thì ra tin tức phản quân Cố Nguyên đến, đã sớm được hương thân của Trấn Phùng Nguyên lén phái người báo cáo cho huyện thành rồi. Lương Thế Hiền và Phương Vô Thượng lập tức đến tiếp viện. Dân đoàn do huyện lệnh dẫn theo đi chậm hơn, rơi rớt xa xa phía sau. Nhưng Phương Vô Thượng lại có một con ngựa, tính khí hắn lại nóng nảy, căn bản không đợi người khác đuổi theo, tự mình đơn thương độc mã xông lên. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tới chậm một bước, đội ngũ Lý Anh đã sớm chạy mất dạng, Trình Húc xuất lĩnh đám dân đoàn cũng bắt đầu trở về. Đổi lại là một tên tuần kiểm khôn lanh hơn một chút, tỉ như Trình Húc, hiện tại khẳng định sẽ không tham gia nữa. Nhưng Phương Vô Thượng lại là tên không khôn khéo, vừa nhìn thấy phản quân Cố Nguyên, lập tức nổi giận gầm lên, kẻ phản đồ dám phạm trường thành ta. Nói xong, vỗ mông ngựa lao đến. Lần này cũng khiến Lý Đạo Huyền choáng váng, hả, ngươi cũng dám xông lên. Trình Húc thấy vậy cũng ngơ ngác, tuần kiểm này thật đúng là không muốn sống nữa sao. Ngươi chỉ là tuần kiểm cửu phẩm nho nhỏ, lĩnh được mấy lượng bạc bổng lộc, có cần liều mạng đến mức này không? Hòa, quỷ thiên hộ, hắn đã giết tới đây, chúng ta làm sao giờ? Có người hỏi. Trình Húc hừ một tiếng, còn làm sao? Cầm lấy trường thương, tụ lại thành một nhóm, mũi thương hướng về phía hắn, cứ thế mà làm. Người của dân đoàn cũng đã huấn luyện từ lâu, vừa nhận được mệnh lệnh lập tức co vào giữa rồi bày trận. Mấy trăm cây trường thương đồng thời giơ lên, mũi mâu như rừng, như một con nhím khổng lồ. Có điều lần đầu tiên bọn họ đối mặt với kỵ binh, nhìn thấy chiến mã xông tới cũng hơi sợ thật. Có đến hơn 10 cây thương đang run rẩy, chứng tỏ tay người cầm thương cũng không ổn. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Phương Vô Thượng vọt tới một nửa, đột nhiên thấy đối phương biến trận thành như vậy, cũng không khỏi giật mình. Không dám trực tiếp xông qua giống lần trước với Tặc Hợp Dương, mà ghim chiến mã lại, đi vòng quanh quân trận của dân đoàn. Trình Húc lớn tiếng nói, giơ nỏ. Người của dân đoàn đồng thời giơ nỏ lên. Phương Vô Thượng giật mình, không dám đi vòng quanh nữa, ghim cương ngựa chạy về phía sau. Trình Húc cũng không hạ lệnh bắn tên, chỉ hô to với bóng lưng của Phương Vô Thượng, ta nói này lão huynh, làm lính là vì kiếm miếng cơm ăn, đừng liều mạng quá. Về nghỉ ngơi đi, biên quân Cố Nguyên bọn ta chỉ đòi lương của triều đình thôi, không cướp dân chúng. Phương Vô Thượng trên lưng ngựa hơi cứng đờ, không dám tin quay đầu lại nhìn Trình Húc một cái, sau đó vỗ mông ngựa, tăng tốc rời đi. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, biên quân quả nhiên lợi hại, quân trận này ta đơn thương độc mã sẽ không phá được, chỉ bằng 100 thủ hạ của ta cũng không có cơ hội. Chỉ mong phản quân này nói được thì làm được, không phạm dân chúng trừng thành ta. Thấy hắn đã đi xa, Trình Húc mới cười khẩy một tiếng, chúng ta cướp dân chúng làm gì? Dân chúng huyện Trừng Thành này, có ai giàu có bằng thôn chúng ta không? Cướp của bọn họ còn không bằng cướp của bát địa thỏ. Người bên cạnh cùng cười, đúng vậy, chúng ta đi cướp bát địa thỏ đi. Bát địa thỏ, này này này, các ngươi đang nói đề tài đáng sợ gì đó hả? Bản thỏ ra tuyệt đối không giàu có gì đâu, nhà thỏ chỉ 4 bức tường, các ngươi cướp của ta chỉ tốn công vô ích. Trịnh Cầu Tử ngạc nhiên nói, lương của dân đoàn rất cao mà, sao ngươi có thể không giàu được? Ngay cả người mới như ta cũng để dành không ít tiền. Bát địa thỏ cười ha hả, các ngươi thì biết cái gì, bản thỏ ra trọng nghĩa rau cải, tất cả lương bổng đều đưa cho người nghèo của Bạch Gia Bảo. Ha ha ha, tiền tài với ta như cặn bã, tương lai bản thỏ ra phải cứu vớt thiên hạ, lay động càn khôn, sao có thể thèm muốn một chút tiền tài kia chứ? Mọi người nghe xong không khỏi kinh ngạc. Chỉ có Trình Húc mắng là trọng nghĩa khinh tài, không phải rau cải, mẹ nó, loại người ngốc nghếch như ngươi sao có mặt mũi ra ngoài khoác lác vậy? Giải thích chữ sơ tài nghĩa là khinh tài, đồng âm với sơ thái nghĩa là rau cải. Hết giải thích. Cao Sơ Ngũ lầu bầu, lúc trước khi mới tới thôn,
ngươi còn vì kiếm thêm chút tiền công mà nhảy tới nhảy lui mà. Bát Địa Thỏ, đó là chuyện cũ mà bản thỏ ra không muốn nhắc đến, ai nhắc nữa, sẽ dùng Thiên Thỏ Đoạn Bá kiếm giết người đó diệt khẩu. Mọi người, Lý Đạo Huyền không khỏi mỉm cười, cái tên Bát Địa Thỏ này luôn có những điểm kỳ quái khiến người ta kinh ngạc. Đây có lẽ là chỗ lạc thú lớn, nhất để nuôi người tí hon, có đôi khi sẽ cảm thấy nhiều điểm thú vị từ trên người họ. Dân đoàn tiếp tục trở về, chẳng mấy chốc đã đi ngang qua trấn Phùng Nguyên. Lương Thế Hiền, Phương Vô Thượng, Hương Thân, dân đoàn, tất cả đều ở trên tường trấn, cảnh giác nhìn nhóm phản quân Cố Nguyên, rất sợ bọn chúng đột nhiên đánh tới trấn Phùng Nguyên. Nhưng bọn họ đã quá nhạy cảm rồi. Nhóm người Trình Húc đi vòng qua bên cạnh trấn, tiếp tục hướng bắc, rất nhanh đã chui vào núi Hoàng Long. Xác nhận tham báo của trấn Phùng Nguyên không có vào núi, mọi người lập tức bỏ khăn bịt mặt, đốt đi hai lá cờ quỷ và trả ta quân lương mồ hôi xương máu. Sau đó đi vòng qua một sơn cốc ở trong núi, vòng hết nửa đường, lại từ sườn núi phía bắc Bạch Gia Bảo đi xuống. Bạch Diên chờ đợi ở đây đã lâu, ôm quyền với mọi người, tình huống thế nào? Trình Húc chỉ đám mây thấp trên trời, mặt nở nụ cười, có thiên tôn chiếu cố, há có đạo lý không mã đáo thành công. Du kích tướng quân Lý Anh đã bị chúng tôi đuổi ra khỏi huyện Trừng Thành rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 253, nghiên cứu này không phải do ngươi làm. Ngay lúc dân đoàn lấy Lý Anh kiếm kinh nghiệm, cùng lúc đó, Giang Tây huyện Phụng Tân, cổng chào Ngõa Khê. Tống Ứng Tinh nhìn tảng đá trong tay, lâm vào trầm tư. Đây là đồ vật do bùn xám mấy ngày trước tên đạo sĩ kỳ quái kia cho hắn biến thành. Hắn dựa theo bản diễn giải mà đạo sĩ cho hắn, trộn đều bùn xám và cát sông với nhau, rồi để đó. Chờ sau khi nó đông lại, liền biến thành một tảng đá kỳ quái. Tảng đá này rất kiên cố và rắn chắc. Tống Ứng Tinh cảm giác, thứ đồ chơi này dùng tốt hơn vữa nhiều. Lại lấy cái lò xo đạo sĩ đưa cho hắn ra, đè xuống, quan sát. Nó tinh một cái bắn ra, vẻ mặt Tống Ứng Tinh càng thêm nghiêm túc. Nhớ tới lời đạo sĩ lưu lại lần trước, hắn tìm phương hướng lên đường, không lâu sau liền thấy được một ngôi miếu nhỏ đổ nát, đạo sư kỳ quái kia đang nằm ngủ trong miếu. Tống Ứng Tinh đi tới, ôm quyền nói, đạo trưởng, hai thứ ngài tặng ta đã cẩn thận nghiên cứu qua, không biết. Chúng nó rốt cuộc là thứ gì, từ đâu đến? Tại hạ đang soạn một quyển sách gọi là Thiên Công Khai Vật, trong sách chuyên ghi lại các phương pháp chế tạo những thứ kỳ quái này. Nếu Mã đạo trưởng không chê, có thể đem phương pháp chế tạo hai loại kỳ vật này của ngươi dạy cho tại hạ hay không? Tại hạ sẽ ghi vào trong sách, tên đạo trưởng, nhất định lưu danh muôn đời. Mã Thiên Chính thoát cái ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, ta cũng không biết, nếu muốn biết phương pháp chế tạo hai thứ này, ngươi phải đi Thiểm Tây huyện Trừng Thành, thôn Cao Gia. Tống Ứng Tinh, hả? Xa như vậy sao? Mã Thiên Chính nhếch miệng cười, ở đó còn có nhiều đồ vật kỳ lạ cổ quái khác, nếu như có thể nhìn một lần, nói không chừng. Hắc hắc. Tim Tống Ứng Tinh đánh thịch một cái. Thiểm Tây, nghe đại ca nói bên đó rất loạn, nhưng hắn rất muốn biết phương pháp chế tạo hai đồ vật trước mắt, vô cùng muốn biết. Giống như có một cái tay, đang gãi gãi vào đáy lòng hắn. Tống Ứng Tinh do dự nhiều lần, cuối cùng cắn răng nói, được. Ta đi. Mã Thiên Chính mừng rỡ, ha ha, thật tốt quá, cuối cùng ta cũng coi như hoàn thành hơn một nửa pháp chỉ của Thiên Tôn rồi, kế tiếp chỉ cần hộ tống thư sinh trung niên này đến thôn Cao Gia là được. Hắn trở tay vỗ vào vỏ kiếm, thanh phong kiếm ba thước bật lên cao. Hắn ở giữa không trung cầm lấy chuôi kiếm, xoát 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 múa mấy đường kiếm, cười nói, nếu Tống tiên sinh đã quyết định, tiểu đạo liền hộ Tống tiên sinh đi một đoạn đường này, ha 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 ha. Mấy bọn đạo trích tầm thường, không thể tới gần tiểu đạo được. Mặc dù Lý Anh đã bị đuổi ra khỏi huyện Trừng Thành, nhưng mối nguy hiểm của huyện Trừng Thành còn chưa qua đi. Phản quân Cố Nguyên vẫn có thể quay lại. Sau khi dân đoàn trở lại thôn Cao Gia, vẫn phải duy trì trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi trải qua một trận chiến với Lý Anh, các binh sĩ của dân đoàn đã tích lũy được một ít kinh nghiệm, nhất là 10 tay súng phụ trách tam nhãn thần súng kia. Tối hôm đó, Lý Đạo Huyền đang bưng một tô cơm ăn với thịt viên sốt cà chua, chợt nhìn thấy 10 hỏa súng binh cầm tam nhãn thần súng đi vào giếng thợ. 10 người này trông vẻ mặt buồn bã, sau khi đi vào giếng thợ, đứng thành một hàng ở trước lò rèn,
trầm mặc không nói, giống như 10 pho tượng cổ quái. Động tĩnh này khiến các thợ thủ công giật mình, tượng sư cao nhất nhất vội vàng ra đón, "Chư vị, các ngươi đang làm cái gì vậy?" Đội trưởng của hỏa súng binh bước về phía trước một bước, động tác rất có lực, dọa cao nhất nhất giật mình, nhưng lời nói của đội trưởng kia lại rất yếu ớt, "Tượng sư, ngài có thể nghĩ biện pháp biến hỏa súng này lợi hại hơn một chút được không?" Cao nhất nhất ngạc nhiên, "Hỏa súng này không phải rất lợi hại sao? Lúc chúng ta thử bắn, nó ầm một tiếng, bắn vách núi ra một cái lỗ mà." Đội trưởng sụ mặt, "Nó bắn trúng kẻ địch thì rất lợi hại, mấu chốt là bắn không trúng a." Cao nhất nhất, "Sao lại bắn không trúng? Cung tiễn có thể bắn trúng, chắc nó cũng được chứ?" Tên đội trưởng liền tỏ ra đáng thương kể lại những chuyện đã xảy ra trong trận chiến. Cao nhất nhất chăm chú lắng nghe xong, mới ồ một tiếng, "Thì ra là thế. Bắn gần quá thì không chính xác, kẻ địch nhìn thấy đang châm ngòi nổ liền nằm xuống trước. Quân mình cũng không thể thừa dịp quân địch nằm xuống mà áp sát." Đội trưởng gật đầu, "Đúng vậy, có thể tạo ra hỏa súng lợi hại hơn được không? Hiện tại 10 hỏa súng binh chúng tôi đều thành trò cười, cầm vũ khí lợi hại nhất lại không có chút tác dụng. Sau khi hỏa súng bắn xong, chúng tôi liền biến thành cầm 2 cây búa dài, còn không rảnh tay để dùng cung nỏ và vũ khí khác, cầm cái. Búa trên tay có vẻ ngáo ngơ quá." Cao nhất nhất gãi gãi đầu, "Nhưng ta cũng chỉ biết chế tạo tam nhãn thần súng, nếu không, ta đi hỏi Lý Đại giúp ngươi xem." Rất nhanh, Lý Đại được gọi tới, sau khi nghe được lời nói của đội trưởng, trên mặt cũng tỏ ra lúng túng, "Cái đó à, ụ. Tam nhãn thần súng quả thật là hỏa súng rất kém cỏi, lần trước Thiên Tôn cũng đã nói rồi. Thứ đó chỉ dùng để chơi một chút thôi, về sau vẫn phải dùng hỏa súng kiểu mới, chỉ là ta bị mắc kẹt ở hỏa súng kiểu mới này." Lúc này Lý Đại vừa mới giải quyết xong một cơ quan nhỏ xíu trên lò xo và kim hỏa của súng trường Chatterbox. Sau khi giải quyết xong vấn đề lò xo, giải quyết vấn đề kim hỏa sẽ đơn giản hơn, bỏ lò xo vào trong một cái ống nhỏ. Dùng cơ quan giữ lại, sau đó kích thích cơ quan lò xo sẽ bắn lên, đập vào kim hỏa di chuyển về phía trước. Hiện tại nghi hoặc lớn nhất của hắn là, thứ này di chuyển đập vào viên đạn, vì sao đạn sẽ bắn ra chứ? Ngay cả châm lửa cũng không có. Sao hỏa dược lại nổ tung được? Hỏa dược không nổ thì sao đạn bay ra ngoài được? Quá khó hiểu. Thiên Tôn cũng đưa cho hắn bản vẽ viên đạn, vị trí cuối cùng viên đạn ghi một cái kíp nổ. Hắn xem tới xem lui, nghĩ mãi không ra, cho nên đã bị kẹt lại chỗ này. Bản thân hắn vốn e thẹn, không dám đi nhờ Cao Nhất Diệp hỏi Thiên Tôn, tự mình mày mò suy nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra. Mãi đến khi 10 hỏa súng binh tìm tới cửa, hắn mới đem những việc này kể lể nói ra. Lúc này Lý Đạo Huyền mới biết được, thì ra tiến độ của tên này kẹt ở phía trên kíp nổ, không khỏi thấy buồn cười. "Lý Đại nha, ngươi như vậy gọi là vượt chuyên môn rồi, vấn đề kíp nổ này vốn không phải do ngươi đến nghiên cứu, mà nên giao cho Cục trưởng Cục Hỏa khí Từ Đại Phúc nghiên cứu mới đúng, sớm đề xuất là tốt rồi." Y vội vàng gọi Cao Nhất Diệp tới truyền lời. Lúc này Lý Đại mới lấy làm lạ nói, "Cái này nên giao cho Từ Đại Phúc làm sao?" "Đúng vậy." Lý Đạo Huyền ôn hòa nói, "Theo sự phát triển của thời đại, một vũ khí kiểu mới cần kỹ thuật càng ngày càng nhiều. Sẽ liên quan tới rất nhiều ngành nghề, không phải chỉ một thợ rèn là có thể hoàn thành, nó cần nhiều loại công tượng, nhiều loại kỹ thuật phối hợp. Ngươi phải nhớ rằng không được có suy nghĩ một mình ta hoàn thành toàn bộ, nếu đụng phải thứ không lý giải được, phải đi tìm công tượng của ngành nghề đó tới xử lý." Chương 254, kíp nổ do ngươi chế tạo. Sau thời gian nửa nén hương, Lý Đại và Cao Nhất Diệp đi tới cổng Cục Hỏa khí. Cục Hỏa khí không hổ là bộ phận nóng bỏng tay của thôn Cao gia, mỗi ngày đều thay đổi, lúc này mới qua mấy ngày. Cục Hỏa khí lại có thêm một đội hộ viện giữ cửa, mỗi người đều được trang bị yêu đao, bộ dáng rất nghiêm túc. Đây là yêu cầu của Từ Đại Phúc đưa ra, dùng nguyên văn của hắn để nói chính là, trong Cục Hỏa khí tùy tiện một ngọn lửa cũng sẽ xảy ra cháy nổ, nơi quan trọng như vậy, chỉ dựa vào một mình ta sẽ không canh giữ được. Phải có phòng hộ càng hoàn thiện hơn, bằng không mọi người sớm muộn cũng bị bọn trẻ con nghịch ngợm làm nổ tung. Sau khi nghe xong Tam Thập Nhị cảm thấy có lý, lại thuê một đội hộ viện bên ngoài dân đoàn, chuyên môn phụ trách bảo vệ Cục Hỏa khí, những người không phận sự không được tới gần. Đương nhiên, Thánh Nữ Đại Nhân rõ ràng không thuộc về người không phận sự, vừa thấy nàng, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ, nàng chính là đại biểu cho Thiên Tôn.
Từ Đại Phúc lập tức từ trong cục hỏa khí ra đón, thánh nữ đại nhân đến rồi, là thiên tôn có gì phân phó sao? Ặc, tuy ngài là thánh nữ đại nhân, nhưng ta vẫn muốn nói. Xin ngài có thể lui về sau một chút được không? Vạn nhất trên người ngài có hỏa chiết tử, mọi người nghẹn họng, thế này thì quá đáng lắm rồi. Trái lại Cao Nhất Diệp không tức giận, cười hì hì buông tay, yên tâm, ta không có hỏa chiết tử, trên người Lý Đại cũng không có. Trước khi đến đây, chúng tôi đều hết sức chú ý, sẽ không gây thêm phiền toái cho thúc đầu. Nàng vẫn dẫn theo Lý Đại lui lại thật xa, lúc này Từ Đại Phúc mới cẩn thận đi ra, còn đóng cửa lại. Mọi người đều không đi vào, đứng bên cạnh đập nước Lộ Thiên nói chuyện, đạo đãi khách này thuộc loại cẩn thận. Ngay cả Lý Đạo Huyền xem kịch cũng không khỏi buồn cười, người này. Cả thánh nữ cũng không nể mặt, may mà ta ở trên trời, nếu ta ở trong hộp, đi tới cổng cục hỏa khí của ngươi, ngươi có ngăn cản hay không? Thật là muốn biết. Lúc này, Lý Đại bắt đầu kể lể ra vấn đề kiếp nổ của hắn, tường tận nói ra một lần. Từ Đại Phúc nghe xong mới tổng kết, ngươi nói là, súng này có một lò xo thúc đẩy kim hỏa, đập vào viên đạn, sau đó đạn sẽ bằng một cái bắn ra. Lý Đại gật đầu, ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc làm sao nó làm được. Từ Đại Phúc nhặt một cành cây, vẽ một viên đạn thật lớn trên mặt đất, lại dùng đầu cành cây chỉ vào đáy viên đạn, chỗ này có một kíp nổ đúng không? Đúng. Từ Đại Phúc gần như vừa nghe hiểu ngay, rất rõ ràng, thứ gọi là kíp nổ này là một loại trang bị châm lửa kỳ quái, kim hỏa đụng vào kíp nổ. Kíp nổ sẽ lập tức bốc cháy, đốt vào hỏa dược đen phía trước, sau đó hỏa dược đen nổ đoàng một cái, đẩy viên đạn phía trước bay ra khỏi nòng súng. Nghe hắn nói thế, Lý Đại cũng hiểu ngay, à, thì ra là thế. Nhưng mà, trên thế giới sẽ có vật như vậy sao? Va chạm là có thể làm cháy hỏa dược. Từ Đại Phúc, đương nhiên là có rồi, rất nhiều đồ vật khi va chạm vào nhau đều sẽ sinh ra tia lửa. Ví dụ như ngươi cầm hai thanh đao chém vào nhau, chỉ cần dùng đủ lực, không phải cũng xuất hiện tia lửa sao? Hai mắt Lý Đại sáng ngời. Từ Đại Phúc, còn có đá lấy lửa cũng ma sát sẽ bốc cháy lên, còn có rất rất nhiều đồ vật, ma sát sẽ bốc, cháy, bằng không thì sao ta phải sợ mọi người đến cục hỏa khí như vậy? Ta sợ mọi người ở bên trong va chạm cái gì đó sẽ sinh ra tia lửa, khiến mọi người nổ tung lên tận trời. Lý Đại lại hai mắt sáng ngời, ta hiểu rồi, ta chỉ cần đem những thứ ma sát sẽ bốc cháy, làm thành một kíp nổ, bỏ vào dưới đáy viên đạn. Sau đó kim hỏa va chạm vào, sẽ đoàng một cái, ha ha, thiên tôn quả nhiên không nói sai, việc này phải tới tìm ngươi. Sắc mặt Từ Đại Phúc lại chìm xuống, lắc đầu, Lý Đại huynh đệ, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Mặc dù vừa rồi nói mấy thứ ma sát có thể sinh ra tia lửa, nhưng mấy thứ này đều không an toàn, không phải ngươi muốn ma sát là có thể ma sát được. Chỉ lấy hai thanh đao chém vào nhau sinh ra tia lửa làm ví dụ đi, ngươi có thể cam đoan mỗi một lần đối đao đều sẽ sinh ra tia lửa không? Ngươi có thể cam đoan tia lửa to nhỏ thế nào? Ngươi dám cam đoan mỗi một lần làm như vậy đều có thể đốt cháy hỏa dược? Nếu như không thể cam đoan, vậy hỏa súng của ngươi trên chiến trường sẽ không bắn được, hỏa súng binh không phải tìm cái chết vô nghĩa rồi sao? Cẩn thận, chơi hỏa khí quan trọng nhất chính là cẩn thận. Lý Đại lau mồ hôi, ặc, cái này, cơ mà. Từ Đại Phúc nói, ta phải tỉ mỉ ngẫm lại, rốt cuộc có vật gì có thể cam đoan mỗi một lần kim hỏa va chạm là có thể sinh ra tia lửa. Bảo đảm đốt cháy hỏa dược phía trước, đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Lý Đại, vậy việc này liền giao cho ngươi nghiên cứu. Nói nhảm, đương nhiên phải là ta nghiên cứu rồi. Từ Đại Phúc nói, nghiên cứu cái này cần phải dùng hỏa dược không ngừng kiểm tra, ngươi cảm thấy ta yên tâm giao hỏa dược cho ngươi sao? Chỗ ở của ngươi là lò rèn, bên trong tia lửa bay tùm lum cả ngày, nếu như đặt một thùng hỏa dược trong nhà ngươi, sớm muộn gì cũng làm cả giếng thợ nổ tung. Lý Đại lau mồ hôi, cái này, được thôi, vậy ta yên tâm giao cho ngươi rồi, ta tiếp tục trở lại nghiên cứu bộ phận khác. Lý Đại đi rồi, Cao Nhất Diệp lại không vội đi, vẫn cười hì hì nhìn Từ Đại Phúc. Từ Đại Phúc đang chuẩn bị trở về cục hỏa khí, đột nhiên phát hiện thánh nữ đại nhân vẫn đang cười nhìn mình. Chợt hiểu ra, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên, đám mây thấp đại biểu thiên tôn cũng đang ở đây. Từ Đại Phúc lập tức hiểu ngay, thánh nữ đại nhân, thiên tôn còn có chuyện muốn nói với ta. Cao Nhất Diệp mỉm cười, thiên tôn có một đồ vật muốn cho thúc xem. Từ Đại Phúc chấn động, của tiên gia. Cao Nhất Diệp, không sai, hi hi, thiên tôn nói,
Đồ vật đó quan hệ đến phương pháp chế tạo kíp nổ, tin tưởng thúc vừa nhìn sẽ hiểu ngay. Từ Đại Phúc mừng rỡ, đa tạ thiên tôn. Lý Đạo Huyền đưa bàn tay xuống, vì để cho Từ Đại Phúc thấy được, y cố ý đeo găng tay vô cực vào. Bàn tay khổng lồ màu vàng chóe đặt ở trước mặt Từ Đại Phúc, khiến vị hỏa dược tác này hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy. A, đây vẫn là lần đầu tiên thấy được thần thủ của thiên tôn gần như vậy. Cao Nhất Diệp như một con khỉ bò lên trên bàn tay khổng lồ của Lý Đạo Huyền, ngồi trong lòng bàn tay và quay về Từ Đại Phúc vẫy tay, leo lên đi, thiên tôn muốn đưa chúng ta đi xa. Từ Đại Phúc chấn động trong lòng, cái này, à, ta có thể leo lên sao? Ta có tài đức gì? Cao Nhất Diệp cười, mau lên đây, thiên tôn không có nhiều thời gian cho thúc lề mề đâu. Từ Đại Phúc vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò lên trên. Bàn tay khổng lồ từ từ nâng lên, mang theo hai người tí hon bay lên, chỉ chốc lát sau đã đưa hai người đến một đỉnh núi hoang vu cách xa thôn trang. Lý Đạo Huyền nhẹ nhàng đặt hai người xuống, sau đó từ trong đống pháo hoa của mình lấy ra một quả full snaps, dùng hai ngón tay nhón lấy và đưa vào trong hộp. Lắc lư trước mặt Từ Đại Phúc, nhớ cái thứ này, nó chỉ cần va chạm là sẽ nổ tung, hiện tại ta biểu diễn cho ngươi xem. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 255, nhánh phản quân này không bình thường. Loại pháo full snaps mà Lý Đạo Huyền lấy ra chính là loại pháo hình viên tròn được bao bằng giấy và rất dễ mua được lúc năm mới. Đường kính không đến 1cm, chiều cao không chênh lệch mấy so với người tí hon. Đặt ở trước mặt Từ Đại Phúc, cũng chỉ là một quả cầu tròn cao bằng một thân người mà thôi. Từ Đại Phúc nhìn thoáng qua, lại dùng mũi ngửi, lập tức hiểu được. À, một quả cầu hỏa dược lớn vậy sao? Thứ này mà nổ, uy lực khẳng định rất đáng sợ. Uy lực là thứ yếu, mấu chốt là phương thức làm nổ của nó, ngươi phải chú ý xem cẩn thận. Nói xong, Lý Đạo Huyền ấn hai lần vào nút bắc, đưa tầm nhìn cách xa Cao Nhất Diệp và Từ Đại Phúc mấy trăm mét, chọn một bãi đất trống hoang tàn vắng vẻ. Khoảng cách này chắc chắn không thể nổ lan đến Cao Nhất Diệp và Từ Đại Phúc, nhưng bọn họ đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy. Lý Đạo Huyền ném mạnh viên pháo về phía bãi đất trống kia. Từ Đại Phúc và Cao Nhất Diệp chỉ thấy quả cầu cao bằng người vừa nhìn thấy từ trên trời rơi xuống mặt đất, ngay khi rơi xuống đất, ầm một tiếng nổ tung. Uy lực của nó quả nhiên đáng sợ tới cực điểm, ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, đá vụn bay tứ tung. Tất cả sơn cốc xung quanh đều bị chấn động vang lên ong ong. Cao Nhất Diệp sợ tới mức kêu lên oai oái, ngã ngồi về phía sau. Từ Đại Phúc cũng kinh ngạc lui về phía sau hai bước, may mà hai người cách xa, uy lực vụ nổ cũng không đến mức phả tới mặt. Hồi lâu sau, tiếng vang trong sơn cốc do vụ nổ tạo thành mới chậm rãi tiêu tan. Lý Đạo Huyền chuyển tầm nhìn trở về đỉnh đầu của Cao Nhất Diệp và Từ Đại Phúc, thấy rõ chưa? Cao Nhất Diệp, uy lực lớn thật. Từ Đại Phúc lại nói, không cần châm lửa. Viên hỏa dược to tướng, này không châm lửa, nó từ trên trời rớt xuống, trong nháy mắt đụng vào mặt đất nó liền nổ tung, phía trên không hề có mồi lửa. Lý Đạo Huyền khen, quan sát rất tỉ mỉ, không sai, thứ này không châm lửa, vậy nó nổ tung thế nào? Từ Đại Phúc vốn không nhất định có thể đoán được, nhưng hắn vừa mới trò chuyện với Lý Đại về cách thức hai thanh đao chém vào nhau, va chạm sinh ra tia lửa, hiện tại thiên tôn tận lực biểu thị cho mình thấy, hắn lập tức liền hiểu ra. Viên hỏa dược này ngay khi va vào mặt đất nó liền châm lửa, nó dựa vào va chạm mà châm lửa. Từ Đại Phúc mừng rỡ, ta hiểu rồi, ngoài nổ có thể dùng kỹ thuật này, kim hỏa trong hỏa súng kiểu mới của Lý Đại. Chính là dùng để kích nổ loại ngòi nổ này. Lý Đạo Huyền rất hài lòng, không sai không sai, người tí hon thật sự rất thông minh. Được rồi, xem xong rồi, giờ ta đưa ngươi về cục hỏa khí. Lý Đạo Huyền lại đưa bàn tay khổng lồ xuống, Cao Nhất Diệp và Từ Đại Phúc bò lên trên lòng bàn tay, thoát một cái lại về tới trước cục hỏa khí thôn Cao Gia. Sau khi đưa hai người xuống dưới, Lý Đạo Huyền lại lấy ra một viên pháo full snaps, nhẹ nhàng đặt tới trước mặt Từ Đại Phúc. Thứ này giao cho ngươi nghiên cứu, chính ngươi mở ra xem, tìm hiểu vì sao khi va chạm nó sẽ nổ tung, sau đó vận dụng kỹ thuật của nó chế tạo thành ngòi nổ. Oa! Từ Đại Phúc la lên, cái thứ vừa chạm vào sẽ nổ tung này không thể đặt trực tiếp ở cửa cục hỏa khí được, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Vạn nhất tên học đồ ngu ngốc nào chạy qua đây va mạnh vào phía trên,
không phải gây ra vụ nổ rồi sao? Lý Đạo Huyền. Từ Đại Phúc ngửa đầu nói vội vã, Thiên Tôn, xin ngài đưa tiểu nhân và viên hỏa dược tiên gia này tới một sơn động không người đi, để một mình tiểu nhân thôi. Khi hoàn toàn không có người làm phiền sẽ nhẹ nhàng mở nó ra, tháo bỏ cơ quan va chạm dẫn nổ rồi sau đó mới dọn về cục hỏa khí, bằng không thì nó quá nguy hiểm. Ha ha ha, được thôi. Lý Đạo Huyền nở nụ cười, cục trưởng hỏa khí của ta cẩn thận quá đấy. Y lại đưa Từ Đại Phúc và viên pháo phun snaps đặt vào trong một sơn động nhỏ vắng vẻ, để một mình hắn nghiên cứu. Giờ thì Cao Nhất Diệp có thể đi làm chuyện của mình rồi, nàng liền tung tăng quay trở về thôn. Lý Đạo Huyền dò xét một vòng trên bầu trời thôn Cao gia, Tam Thập Nhị quản lý những việc vặt trong thôn ngay ngắn rõ ràng. Vương Tiên Sinh và một đám tiên sinh dạy học cũng chăm sóc bọn trẻ con trong trường học cũng rất tốt. Trong Lưu Dân Cốc, Triệu Thắng thương lượng với các thôn dân từ huyện Thanh Giản lại khai khẩn thêm đất hoang, mở rộng diện tích trồng ngô. Trình Húc thì dẫn theo dân đoàn chiến thắng trở về, tiếp tục nghiêm túc huấn luyện. Rất tốt, hiện tại trong thôn đã sở hữu năng lực tự xoay vòng rất mạnh mẽ, cho dù Lý Đạo Huyền trong khoảng thời gian ngắn không chú ý bên này chắc cũng không có vấn đề gì, vẫn phải chú ý tới huyện thành nhiều hơn. Nhiệm vụ trọng điểm trước mắt chính là biến toàn bộ người tí hon bên ngoài ở huyện thành thành người tí hon nhà mình. Y đưa tay ấn vào nút huyện thành trừng thành bên ngoài hộp, tầm nhìn thoát cái chuyển sang huyện thành. Trong huyện thành hiện tại chìm trong bầu không khí rất quỷ dị. Các nạn dân trên đường không còn vẻ mặt thất thần, không khí trầm lặng nữa, mà là đang truyền tay nhau đọc truyện tranh, không sai, là truyện tranh Đạo Huyền Thiên Tôn trừ ma truyện. Quyển sách này trải qua một đoạn thời gian mua sách tặng bột mì, trên cơ bản đã truyền khắp huyện thành, phần lớn người đều biết sự tích của Đạo Huyền Thiên Tôn. Đương nhiên, không phải phần lớn mọi người đều tin. Khác với sự quan tâm của các nạn dân, trong nha môn huyện, Lương Thế Hiền, Phương Vô Thượng cùng với một số hương thân, phú hộ được họ triệu tập đến, điều họ quan tâm lại là về phản quân Cố Nguyên. Phương Vô Thượng mặt sụ ra nói, chư vị, du kích tướng quân Lý Anh là tên phế vật, thậm chí không dám giao chiến với phản quân Cố Nguyên, chưa đánh đã trốn trước. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, tên ngu ngốc Lý Anh này sau khi trốn vào huyện Bạch Thủy, đã bị một nhánh phản quân Cố Nguyên khác chặn đầu, bắt sống rồi. Các hương thân vẻ mặt khó coi, Lý Anh vẫn chạy không thoát à? Lý Đạo Huyền cũng cười, ta thả hắn một con đường sống, kết quả hắn bị phản quân Cố Nguyên chân chính bắt được rồi. Được thôi, cái này gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Một vị hương thân từ trấn Phùng Nguyên nói, theo ta thấy, phản quân Cố Nguyên này trông cũng rất có quy củ, chỉ đánh Lý Anh. Cũng không hạ thủ đối với dân chúng trấn Phùng Nguyên ta, có lẽ chỉ thật sự muốn đòi lương thảo, sau đó sẽ trở về. Lương Thế Hiền lắc đầu, nhánh phản quân Cố Nguyên đi tới trấn Phùng Nguyên nhân số chỉ có 500, hơn nữa là từ trong núi Hoàng Long đi ra. Nhưng tình báo chúng ta nhận được lại là phản quân Cố Nguyên còn có 1.000 người ở hai nơi Kính Thủy, Phú Bình. Cũng có nghĩa là phản quân Cố Nguyên từ lâu đã tách ra thành nhiều nhóm, đồng thời hoạt động ở một vài nơi. Mấy nhánh phản quân này quân kỷ không có khả năng như nhau, bên không cướp, bên lại muốn cướp, chuyện đó cũng khó nói lắm. Các hương thân hoảng sợ, lời này có lý, chúng ta vẫn phải làm tốt công tác phòng bị. Tuần Kiểm Phương Vô Thượng nói, thế nhưng, sau trận đánh ở trấn Phùng Nguyên mọi người cũng nhìn thấy, sức chiến đấu của phản quân Cố Nguyên không phải Lưu Khấu có thể sánh bằng. Đừng nói những thôn binh chúng ta, coi như là quan binh của du kích Lý Anh dẫn đầu, ở trước mặt phản quân Cố Nguyên cũng không chịu nổi một kích. Ôi! Chương 256, chỉ bằng ngươi, quan thất phẩm Tép Diêu. Mặc dù Phương Vô Thượng là mãng tướng, nhưng cũng cảm giác áp lực rất lớn. Lần trước hắn đơn thương độc mã muốn xông vào phản quân. Kết quả phản quân trong nháy mắt kết làm mâu trận, còn lấy ra mấy trăm cây nỏ hướng về phía hắn, lập tức khiến hắn sợ hãi phải lui. Lại, coi như cũng dạy cho mãng phu này một khóa, thành thật mà nói, hiện tại ta cũng không biết nên làm gì, chúng ta khẳng định là đánh không lại biên quân. Phương Vô Thượng là người đánh giỏi nhất trong huyện Trường Thành, hắn đã có ý nghĩ không có khả năng, những người khác chỉ có thể càng bối rối, cả đám hương thân hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, chỉ có thể cùng nhau nhìn về phía Lương Thế Hiền, ai bảo hắn là huyện lệnh chứ? Lương Thế Hiền thấy tất cả mọi người nhìn mình, cũng cảm giác áp lực như núi. Không được, ta phải tỉ mỉ suy nghĩ. Lương Thế Hiền học Phú Ngũ Sa, lập tức ở trong đầu bật mốt tuyệt sử phùng sinh, trắc trở trước mắt, quân địch cường đại, dân đoàn thôn binh trong huyện,
hành sự của phản quân Cố Nguyên. Giống như đèn kéo quân lướt qua trong đầu, đột nhiên đinh một tiếng, không ngờ trong một đống đường chết, lại thấy được một con đường sống. Phản quân Cố Nguyên, Lương Thế Hiền nói, muốn đối phó biên quân, vậy chỉ có thể dùng biên quân. Nhánh phản quân Cố Nguyên đi ra từ núi Hoàng Long, thoạt nhìn cũng không xấu, bọn họ chỉ đánh lùi Lý Anh, vẫn chưa đụng đến trấn Phùng Nguyên chúng ta, nói rõ nhánh phản quân này có thể giao lưu. Bản quan sẽ đi nói chuyện với bọn họ, nhờ họ trợ giúp huyện Trừng Thành ta, đối kháng phản quân khác, thậm chí còn có thể giúp chúng ta đối kháng Lưu Khấu. Mọi người đồng thời sửng sốt, còn có thể như vậy. Lương Thế Hiền nói, vì sao không thể? Biên quân phản loạn chỉ là bởi vì thiếu lương, ở sâu trong nội tâm họ chắc cũng không muốn phản, nói không chừng họ đang chờ cơ hội tiếp nhân chiêu an nữa. Bản quan đi nói chuyện với họ, bảo họ đoái công chuộc tội, chỉ cần họ đồng ý đứng ra thu thập phản quân khác, bản quan sẽ dùng hết sức mình bảo vệ họ không bị triều đình truy cứu. Nếu coi đây là thứ đàm phán, việc này còn có thể nói chuyện được. Các hương thân nghe xong, ừ nhỉ, đúng rồi, vậy chuyện này cũng chỉ có thể làm phiền huyện tôn đại nhân rồi. Chúng tôi lời nói không đủ phân lượng, phản quân nhất định sẽ không tin tưởng, chỉ có huyện tôn đại nhân đi thì mới có thể nói chuyện được. Đương nhiên Lương Thế Hiền cũng biết điểm này, quỷ thiên hộ của nhánh phản quân Cố Nguyên trong núi Hoàng Long đó đường đường là võ quan ngũ phẩm, các hương thân không đủ tư cách nói chuyện với hắn. Trong Trường Thành chỉ có mình là huyện lệnh, đủ tư cách nói chuyện vài câu với võ quan ngũ phẩm. Lương Thế Hiền hừ một tiếng nói, vì dân chúng của huyện Trường Thành, cho dù bản quan mạo hiểm một chút, có gì mà ngại. Phương Vô Thượng cũng lên tiếng, ngọn núi kia còn có phản quân của Nghi Xuyên Vương Tả Quải đóng quân, rất nguy hiểm. Vạn nhất không tìm được phản quân Cố Nguyên, lại tìm được Vương Tả Quải, vậy thì không ổn, ta phải đi cùng với Lương Đại Nhân. Được, việc này càng sớm càng tốt, chúng ta phải lập tức xuất phát. Văn võ hai đại lão của huyện Trừng Thành cứ như vậy dắt tay nhau xuất phát, cùng nhau rời khỏi huyện thành, hướng về núi Hoàng Long phía bắc. Lý Đạo Huyền nghĩ thầm, đây cũng là một cơ hội tốt. Dân đoàn thôn Cao Gia bởi vì nguyên nhân mặc giáp mà không tiện hoạt động dưới mí mắt của quan phủ. Lần trước khi đối phó với tặc Hợp Dương Phiên Sơn Nguyệt chính là như vậy, Phương Vô Thượng vừa tới, dân đoàn phải rút về trong rừng cây, cởi giáp rồi mới đi ra. Thế nhưng, hiện tại Cố Nguyên binh biến vừa nổ ra, Lương Thế Hiền và Phương Vô Thượng có ý định mượn hơi phản quân. Đó lại là một lý do tốt để dân đoàn thôn Cao Gia mặc giáp, nghênh ngang chạy đến tác chiến. Rất tốt, tầm nhìn liền trở về thôn Cao Gia, thông báo cho Trình Húc, an bài các thứ. Sức khỏe của Lương Thế Hiền so với điểm đăng tử Triệu Thắng rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lúc này hắn đã leo lên một tảng đá to, chính là tảng đá Triệu Thắng bò lên trên mấy tháng trước khi tạo phản tiến vào núi Hoàng Long. Triệu Thắng vì bò lên trên tảng đá này nói chuyện với các bộ hạ mà suýt nữa ngã xuống, trượt xuống hai lần. Toát mồ hôi đít vất vả lắm mới bò lên được, nhưng Lương Thế Hiền vén lên quan phục, xoát 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 vài cái liền bò lên trên, không cần tốn nhiều sức. Đứng ở trên tảng đá, hướng mắt nhìn ra xa. Nhìn quanh một vòng, Lương Thế Hiền hơi thất vọng, tìm không thấy phản quân Cố Nguyên, giờ làm sao đây? Phương Vô Thượng trầm giọng nói, Lương Đại Nhân, phản quân Cố Nguyên kia tốt xấu cũng là biên quân, nếu toàn tâm toàn ý muốn trốn đi thì đâu dễ dàng mà tìm được. Chúng ta đi loanh quanh trong núi là được, họ sẽ tìm được chúng ta. Lương Thế Hiền, ồ, để họ tìm chúng ta sao? Phương Vô Thượng, đúng vậy. Thám báo của biên quân biệt danh Dã Bất Thu, hắn muốn phát hiện chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chúng ta phát hiện hắn. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên nhướng mày, quay đầu lại, liền thấy trong rừng cây phía sau bỗng đâu có một người chui ra, trên người này mặc sơn văn giáp. Mặt che khăn đen, khí thế rõ ràng khác biệt với Lưu Khấu khác, liếc mắt là có thể nhìn ra tới, gã đã từng là mệnh quan triều đình. Các binh sĩ thủ hạ của Phương Vô Thượng lập tức giơ lên vũ khí, bọn gia đình và nha dịch của Lương Thế Hiền dẫn theo cũng khẩn trương nuốt nước bọt. Người chui ra từ trong rừng cây đương nhiên chính là Trình Húc. Hắc, các ngươi đang tìm lão tử sao? Trong giọng nói của Trình Húc có vẻ âm trầm. Lương Thế Hiền chấn động, cô nén nỗi sợ hãi trong lòng, bạo gan nói, bản quan là Lương Thế Hiền, huyện lệnh Trừng Thành, lần này vào núi, thật đúng là đến tìm tướng quân. Trước đó Trình Húc đã từ chỗ Thiên Tôn biết được mục đích của nhóm người này, nhưng lại giả vờ không biết, giờ giọng hách dịch nói, triều đình nợ lão tử 3 năm quân lương. Thân binh dưới trướng lão tử đều đang đói lắm rồi, lão tử và triều đình đã không có gì để mà nói hết, trừ phi thông khoái trả tiền đây. Lương Thế Hiền tỏ ra xấu hổ,
Cái này à? Vấn đề quân lương. Bản quan có thể thay mặt triều đình giải thích thế này. Chó đẻ, giải thích, tưởng lão tử là đứa trẻ 3 tuổi hả? Trình Húc nói, khoản tiền này nếu thật sự có thể giải thích được, lão tử còn có thể tạo phản à? Lời này có lý, Lương Thế Hiền hơi xấu hổ. Ai, tướng quân, ta biết là triều đình phụ các ngươi, thế nhưng tạo phản làm loạn, chung quy không phải làm thật, sau này đại quân triều đình đến, các ngươi. Cánh tay chung quy là không vật lại bắp đùi. Trình Húc làm bộ bị những lời này dọa dẫm, lâm vào trầm mặc. Lương Thế Hiền vừa nhìn thái độ của gã, cảm thấy có hy vọng, vội vàng tận dụng thời cơ. Tướng quân, ngươi bởi vì không có lương mà phản, chuyện này có thể xem xét được. Trận đánh ở trấn Phùng Nguyên, tướng quân cũng không làm tổn thương dân chúng, có thể thấy được tướng quân là một người có thiện tâm, không phải là cái loại phản tặc cùng hung cực ác. Hôm nay phản, mặc dù thông khoái, nhưng sau này cả đời treo cái danh phản bội, cũng không dễ nghe, sao không nghe bản quan một lời, quay đầu lại là bờ chứ. Trình Húc, ngươi nghĩ chiêu an lão tử, chỉ bằng quan thất phẩm tép diêu như ngươi, ngươi có thể cho lão tử hứa hẹn gì? Lương Thế Hiền chấn động, mặc dù bản quan không phải là nhân vật lớn lao gì, nhưng tại hạ ở trong triều cũng có rất nhiều bằng hữu. Dựa vào những bằng hữu này tương trợ, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 257, Trấn Hưng ngành du lịch. Trình Húc, ồ, thí dụ, Lương Thế Hiền cũng không muốn vác ra Đông Lâm, nhưng lúc này cũng không có lựa chọn khác, đành phải cất cao giọng nói. Bản quan từng học tại thư viện Đông Lâm, còn là bạn với các vị đại nho dạy học trong thư viện Đông Lâm. Trình Húc làm bộ giật mình, ngươi là người của đảng Đông Lâm, thư viện Đông Lâm. Lương Thế Hiền đề cao giọng nói, quân tử kết bạn không chia bè phái, bọn ta không phải đảng Đông Lâm gì hết, chỉ ở trong thư viện cùng nhau đàm kinh luận điển, kết giao bằng hữu mà thôi. Cơ mặt Trình Húc khẽ run lên, may mà có khăn che mặt nên không ai nhìn thấy. Lúc trước gã bị gắn cái mác yêm đảng, bị cẩm y vệ vây công, thiếu chút nữa đã mất mạng. Mặc dù xét đến cùng là hoàng đế làm, nhưng hoàng đế cũng là mượn tay của quan văn, đây chẳng khác nào như đảng Đông Lâm làm sao. Trong nội tâm Trình Húc khá là khó chịu đối với đảng Đông Lâm, nhưng con người Lương Thế Hiền này hình như có chút khác biệt. Trình Húc cũng không biết có nên giận hắn hay không. Bỏ đi, trước tiên bỏ xuống ân oán cá nhân, làm tốt nhiệm vụ thiên tôn giao cho. Trình Húc trầm giọng nói, được thôi, lão tử tin tưởng ngươi có hậu đài, nhưng chỉ bằng mấy câu nói của ngươi, không bằng không chứng. Lão tử cũng không dám tin ngươi, vạn nhất ngươi gạt ta xuống núi, phía sau bình phong lại có 200 đao phủ thủ lao ra, lão tử chết cũng không biết chết như thế nào. Lương Thế Hiền giờ khóc giờ cười. 200 đao phủ thủ phía sau bình phong, ngươi nghe bình thư nhiều quá rồi à? Ta chỉ là một thất phẩm huyện lệnh, đi đâu kiếm 200 đao phủ thủ? Tuy nhiên, nghe giọng điệu của đối phương đã buông lỏng cảnh giác hơn, điểm này là không hề nghi ngờ. Lương Thế Hiền chắp tay nói, tướng quân cứ yên tâm, bản quan là người rất yêu quý danh tiếng, nếu làm việc lật lọng đó, bản thân bản quan cũng không còn mặt mũi nào gặp mặt các phụ lão hương thân. Không nên, không tin được ngươi. Trình Húc, nói chung, nói cái gì lão tử cũng sẽ không ngờ nghịch buông vũ khí xuống, ngươi có điều kiện gì cứ nói, lão tử có thể suy nghĩ một chút, nhưng chưa hẳn sẽ đi làm. Không cần buông vũ khí. Lương Thế Hiền, chỉ là muốn mời tướng quân giúp một việc, nếu có tặc tử tới phạm trừng thành ta, tướng quân có thể hỗ trợ ngăn cản một chút, được không? Trình Húc liếc xéo hắn, lợi dụng lão tử. Lương Thế Hiền, ai, cái này không thể gọi là lợi dụng được. Nếu tướng quân có thể giúp trừng thành đánh bại Lưu Khấu, phản quân gì đó, tương lai khi bản quan thay tướng quân cầu tình, chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Đây cũng là một con đường sống. Ngươi nói xem có phải vậy không? Trình Húc làm bộ suy nghĩ một phen, bèn hừ một tiếng, xoay người đi, được, cứ như vậy đi. Các ngươi có thể ở trong Bạch Gia Bảo dưới chân núi làm một cái chuông, nếu có việc tìm ta thì gõ chuông vang lên, ta sẽ phái người xuống núi đến Bạch Gia Bảo, tới hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì. Lương Thế Hiền mừng rỡ, vậy làm phiền tướng quân rồi. Trình Húc hừ một tiếng rồi xoay người đi, gã cũng không muốn ở chỗ này lâu, bởi vì thiên tôn lão nhân người cũng không qua đây cùng.
Trên trời nhìn không thấy đám mây thấp đại biểu của Thiên Tôn, địa phương này quá nguy hiểm. Mãi đến khi Trình Húc biến mất ở trong rừng cây, Lương Thế Hiền và Phương Vô Thượng mới liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Phương Vô Thượng, Lương đại nhân cảm thấy, người này có thể tin không? Lương Thế Hiền thở dài, câu cuối cùng của hắn, không dùng hai chữ lão tử nữa, mà đổi thành ta, chỉ bằng cái này, ta cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta. Tên thô lỗ Phương Vô Thượng nghe vậy ngẩn ra, chỉ đơn giản như thế. Lương Thế Hiền buông tay, đi thôi, về huyện thành. Nhìn đến đây, Lý Đạo Huyền cười hì hì hai tiếng, như vậy coi như là nói chuyện thỏa đáng rồi. Sau đó mặc kệ là tặc quân hay là phản quân gì đó tới, dân đoàn thôn Cao Gia đều có thể dùng thân phận của phản quân Cố Nguyên chạy ra ngoài đánh. Không còn phải giấu giếm, suy nghĩ đến chuyện trang bị vũ khí bất hợp pháp nữa. Đánh xong cùng lắm thì chui vào trong núi Hoàng Long trốn, quan phủ không có cách nào. Núi Hoàng Long này chính là lên hẳn sách sử. Trên lịch sử có vài một đại lưu khấu, một khi không chịu nổi quan binh vây quét, liền bỏ chạy vào trong núi Hoàng Long trốn, quan phủ vào núi cũng không tìm được, không có cách nào bắt được họ. Điều không thoải mái duy nhất chính là hiện tại tầm nhìn còn chưa vào được, mà ngọn núi còn có một Nghi Xuyên Vương tả quải đóng giữ, không biết hắn trốn ở đâu. Lý Đạo Huyền đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên điện thoại vang lên, cầm lấy xem là một dãy số xa lạ. Alo, ai đấy? Xin chào, xin hỏi cậu là Lý Đạo Huyền Lý Tiên Sinh, tác giả của Mỗi Ngày của Vương Quốc Tí Hon phải không? Lý Đạo Huyền nghe được giọng nói của đối phương rất đĩnh đạc, có thể nói mang theo một chút xíu giọng quan, y không khỏi hiếu kỳ, ông là? Tôi là Cao, cục trưởng của Cục Văn hóa Du lịch huyện Trừng Thành. Giọng điệu của đối phương có vẻ rất thành khẩn, ở trên mạng tôi có xem video mì xé Trừng Thành của Lý Tiên Sinh gửi lên. Thật là quá tuyệt vời, dùng góc nhìn đặc biệt trình diễn quá trình làm mì xé Trừng Thành của chúng ta. Cuối cùng, các người Tí Hon của Vương quốc Tí Hon gom mì mình làm hết lại, chỉ bỏ vừa một cái nắp chai nước suối, ha ha, thực sự là quá có sức tưởng tượng. Hiệu ứng đặc biệt, hiệu quả tuyên truyền quá trọn vẹn. Lý Đạo Huyền, a, à, quá khen, cuộc điện thoại này rốt cuộc là. Cao cục trưởng nói, cụ, là như thế này, tôi hy vọng nhận được cậu trao quyền cho video này, sau đó đưa nó lên mạng để làm tuyên truyền cho huyện Trừng Thành chúng ta. Cứ như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người yêu mến món mì xé Trừng Thành, đến lúc đó. Nói không chừng có thể thành công như món BBQ truy bác, nó sẽ mang đến nguồn thu du lịch cho các hương thân của huyện Trừng Thành. Thì ra là thế. Lý Đạo Huyền cười nói, nếu như có thể trợ giúp ngành du lịch Trừng Thành phát triển, để cho dân chúng thoát nghèo làm giàu, tôi rất cam tâm tình nguyện, trao quyền hoàn toàn miễn phí. Cao cục trưởng mừng rỡ, vậy thì rất cảm ơn cậu. Rất nhanh tôi sẽ gửi cho cậu hợp đồng trao quyền bản điện tử, chúng ta phải hoàn thành nhanh. Chờ chúng tôi chuẩn bị xong rồi, sẽ mời cậu đến xem kênh TikTok của Cục Văn hóa và Du lịch Trừng Thành. Lý Đạo Huyền cười nói, được, nhất định sẽ tới cổ vũ. Ngắt điện thoại, hợp đồng điện tử rất nhanh được gửi tới, Lý Đạo Huyền ký điện tử tên của mình rồi gửi lại cho đối phương. Y không khỏi mỉm cười, ai có thể nghĩ đến chứ? Người huyện Trừng Thành cổ đại dùng loại phương thức kỳ lạ này trợ giúp người huyện Trừng Thành hiện đại phát triển ngành du lịch, một cuộc triển khai phải nói như mộng ảo. Tự đáy lòng Lý Đạo Huyền cũng cảm thấy rất vui vì có thể trợ giúp dân chúng huyện Trừng Thành. Được rồi, tiện thể xem thử kênh TikTok của Cục Văn hóa và Du lịch Trừng Thành đi. Vừa mới mở ra xem, liền thấy ngay Cao cục trưởng xấu hoắc, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đang mặc nữ trang và múa kiếm. Xoát xoát xoát, kiếm múa lung tung, tư thái không đành lòng nhìn thẳng. Múa xong còn tạo dáng, hoan nghênh tới huyện Trừng Thành tham quan. Ù! Đang ăn hoành thánh mà Lý Đạo Huyền thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chương 258, Lý gia lại trở về. Vương Tiên Sinh và Cao Nhất Diệp lại đưa thêm mấy nghìn quyển sách truyện tới huyện thành Trừng Thành. Lần này bao gồm 2.000 quyển Đạo Huyền Thiên Tôn Trừ Ma truyện tập 1 và 2.000 quyển tập 2. Đi cùng sách còn có đội xe vận chuyển lương thực rất lớn rất dài. Chiếc xe đầu tiên chạy vào trong nhà sách rồi mà chiếc cuối cùng còn ở cửa thành. Đội xe khổng lồ này vừa đến, các dân chúng trong thành liền vui mừng. Vương Tiên Sinh lại trở về rồi, Đạo Huyền Thiên Tôn cũng trở về. Chúng ta có thể mua được lương thực với giá thấp rồi. Tào Lao, là mua sách. Đúng vậy, hiện tại ta càng cảm thấy hứng thú hơn với câu chuyện của Đạo Huyền Thiên Tôn lão nhân ra rồi. Chỉ là hai lượng bột mì, căn bản so ra kém với sự kính ngưỡng của ta đối với Thiên Tôn.
Ta muốn mua sách, ta muốn mua bột mì. Đám đông dân chúng đổ xô về phía nhà sách. Tam phu nhân trong miếu thành hoàng cũng phấn chấn, hắc, cao nhất diệp tới rồi, thiên tôn tự nhiên cũng tới rồi. Vậy ta lại có thể đưa các thiện nam tín nữ thành tín nhất đến rừng cây ngoài thành để cho thiên tôn hiển linh cho bọn họ xem rồi. Thiên tôn hiển linh mới là biện pháp tốt nhất để các thiện nam tín nữ trở nên một lòng một dạ. Hơn 100 thiện nam tín nữ lần trước tận mắt nhìn thấy thiên tôn hiển linh, hiện tại đã trở thành đội quân tuyên truyền danh dự. Gặp người liền khoe đã từng gặp qua thiên tôn hiển linh, nếu như đối phương không tin họ sẽ tỏ ra tức giận, xắn tay áo còn muốn đánh nhau nữa. Đương nhiên, hành vi này không phù hợp với dụng ý chính của đạo gia, bình thường tam phu nhân khuyên họ, phải ôn hòa, phải bình tĩnh, người khác tin thì tin, không tin thì thôi, không cần thiết động thủ. Họ không tin là tổn thất của họ, sẽ không được thiên tôn ban cho bột mì, đáng đời. Các thiện nam tín nữ cẩn thận nghĩ lại, không phải vậy sao? Vì vậy mọi người liền vui vẻ, cảm giác mình tin tưởng đạo huyền thiên tôn là một việc rất có cảm giác ưu việt. Còn có một người cũng vui vẻ, đó chính là huyện lệnh Lương Thế Hiền. Nhận được thủ hạ thông báo, nghe nói Lý Gia lại trở về huyện thành, Lương Thế Hiền không khỏi thầm nghĩ. Lý Gia này tin tức thật là linh thông, ta và Phương Tuần Kiểm vừa mới nói chuyện thỏa đáng với phản quân Cố Nguyên trong núi xong. Lý Gia biết là an toàn rồi liền kéo đội ngũ phát cháo tế dân qua, lại tới để tạo thế cho lão tổ tông gia thần của họ. Xem ra, bên trong nha dịch bản địa dưới tay mình còn có bên trong đám binh sĩ thủ hạ của Phương Tuần Kiểm có tai mắt của Lý Gia. Có thông tin là lập tức có người đến thôn Cao Gia thông chi cho Lý Gia. Loại chuyện này đối với một huyện lệnh mà nói là một chuyện bất đắc dĩ phải tiếp nhận. Cái gọi là cường long không đẻ địa đầu xà, 3 năm một nhiệm kỳ, huyện lệnh tới lui như đèn kéo quân, lực lượng sao lớn bằng thân hào bản địa được. Muốn bên cạnh mình không có tai mắt của thân hào là chuyện không có khả năng. Điểm này không cần thiết phải xoắn suýt, hắn chỉ cần vui mừng vì Lý Gia trở. Về phát cháo là được, có một thân hào giúp mình chia sẻ trọng trách cứu tế dân chúng, với hắn mà nói đã là một việc vô cùng hài lòng rồi. Tuy nhiên, có một người không mấy vui vẻ, Cao Nhất Diệp, nàng không thích huyện thành. Mỗi một lần đi tới huyện thành, nàng giống như một con chim nhỏ mất đi đôi cánh, buồn bã không vui. Nàng trên đầu đội nón che, dùng khăn che kín mặt, ngồi trên ban công lầu 2 ở hậu viện nhà sách. Nhìn các nạn dân chen chúc nhau trên con đường huyện thành, vẻ mặt trông rất khó chịu, thiên tôn, có rất nhiều hương thân cực khổ. Lý Đạo Huyền nhẹ nhàng nói, đúng vậy, rất nhiều, ta cũng muốn mau chóng giúp đỡ họ. Cao Nhất Diệp tội nghiệp gật đầu, ta hiểu rồi, ta cũng không phải tới nơi này vô ích, là vì giúp đỡ bọn họ mới đến. Không thể bởi vì ta không thích huyện thành liền bỏ mặc dân chúng ở đây không để ý đến. Hiểu điểm này là tốt rồi. Lý Đạo Huyền, đi thôi, đến chỗ Tam Phu Nhân một chuyến, xác định thời gian lần tới đưa các tín đồ tới rừng cây ngoài thành. Cao Nhất Diệp ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi chạy xuống dưới nhà. Một đội binh sĩ dân đoàn thủ ở trong viện lập tức đưa nàng cùng đi ra ngoài. Đi tới đại sảnh nhà sách, nhìn thấy nơi đây đang trong một bầu không khí hết sức tưng bừng. Vương Tiên Sinh dẫn theo một đám nhân viên đang bán sách không kịp thở, trong đó có hai người chính là hai người trộm bánh màn thầu. Hai người này sau khi đi thôn Cao Gia một chuyến liền bị chấn động rất lớn, đã quyết định cả đời này sẽ theo sát bước chân của thôn Cao Gia. Hiện tại chính là lúc để họ biểu hiện, người nào người nấy làm việc đều rất cố gắng. Cao Nhất Diệp chào hỏi với mọi người xong liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi qua các huyện dân tranh mua sách, lại đi qua các nạn dân. Khi đi qua một căn nhà gỗ 2 tầng, đột nhiên có mấy người thò đầu ra từ trong cửa sổ lầu 2. Là mấy nữ tử miễn cưỡng được xem có vài phần sắc đẹp, họ vẫy tay với bọn lính dân đoàn phía sau Cao Nhất Diệp, ca ca. Vào đây chơi đi nào. Động tác này khiến bọn lính dân đoàn phía sau xấu hổ. Có vài người quay lại ném ánh mắt qua, khiến va vào lưng đồng đội phía trước, đội ngũ lập tức trở nên hỗn loạn. Cao Nhất Diệp kinh ngạc quay đầu lại, làm sao thế? Vì sao mấy tỷ tỷ kia vừa gọi, người phía sau liền rối loạn rồi? Trịnh Cầu Tử đứng gần nàng nhất liền tỏ ra xấu hổ nói, thánh nữ đại nhân, cái đó. Không cần để ý đến họ, một đám không có cốt khí. Cao Nhất Diệp nghi hoặc, rốt cuộc là vì sao? Họ gọi có gì khó hiểu sao? Trịnh Cầu Tử xấu hổ không ngẩng đầu lên được, thánh nữ đại nhân, loại chuyện này. Khụ, người cao quý như ngài, không cần, quản. Cao Nhất Diệp mặt lộ vẻ hoang mang và nghi hoặc nhìn bọn họ. Bọn lính dân đoàn phía sau vội vàng nghiêm chỉnh lại,
làm bộ mắt nhìn nhưng tâm không loạn. Nhưng mấy nữ tử trên lầu làm sao bỏ qua mối làm ăn như vậy, họ nhìn ra được. Nhóm, người này rất giàu có, mỗi người đều mặc y phục vải bông rất sạch sẽ, tinh thần tỉnh táo. Vừa nhìn biết là không phải đói bụng, đây khẳng định là gia đình của nhà đại hộ, lại còn thuộc loại gia đình tâm phúc. Một nữ tử khóc hu hu, các ca ca tội nghiệp cho tiểu nữ tử đi, đã lâu rồi chưa được ăn no. Một nữ tử khác cũng khóc, lâu quá không có ai mở hàng rồi, chúng tôi sắp không sống nổi nữa, các ca ca coi như làm một chuyện tốt, đi vào chơi đi. Các binh sĩ dân đoàn nhất thời không chịu nổi, có vài người không ngăn nổi ánh mắt lại lướt qua. Cao Nhất Diệp ngẩn cả người, rốt cuộc là sao? Vì sao đi vào chơi lại tương đương với cứu bọn họ? Đi vào rốt cuộc là chơi trò gì? Trịnh Cầu Tử hạ giọng, thánh nữ đại nhân, nơi này. Nơi này là kỹ viện, là cái nơi, nơi nữ nhân buôn bán. Hả? Cao Nhất Diệp xấu hổ, giờ thì khiến nàng cũng hỗn loạn theo. Lý Đạo Huyền nhìn thấy bộ dạng không nên thân của đám người này cũng không khỏi lắc đầu, đúng là nhà quê, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Đúng lúc này, phía sau đội ngũ đột nhiên vang lên tiếng giống giận, lũ hỗn đản, mắt nhìn về phía trước cho ta. Lưng ưỡn thẳng, nhanh cái chân lên, quả thật buồn cười, các ngươi như vậy mà đòi làm anh hùng hào kiệt. Mọi người nhìn lại, nói chính là bát địa thỏ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 259, cho ngươi mấy nữ thư ký. Bát địa thỏ làm bộ dạng hết sức nghiêm khắc, kêu gào với người phía trước, nhìn các ngươi đi. Thân là anh hùng hảo hán muốn cứu vớt thiên hạ, sao có thể bị một câu nói của nữ nhân mà chân bước không vững rồi. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Người phía trước bị hắn mắng như thế cũng tỉnh táo lại, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt trở nên trong suốt. Ưỡn thẳng thắt lưng, bước đi đều, bao quanh Cao Nhất Diệp, đi qua trước mặt Thanh Lâu, đầu không quay lại. Lý Đạo Huyền cười lắc đầu, cũng còn được, người này vào những lúc thế này lại trở nên hữu dụng. Người toàn là khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm, là một kẻ rất phức tạp, nhân loại, quả nhiên là sinh vật thú vị. Đoàn người đi ra được nửa con đường, Lý Đạo Huyền thở dài, Nhất Diệp, việc này đi xử lý một chút đi. Thế là, Cao Nhất Diệp lại đi vòng trở về, nhưng các binh sĩ dân đoàn lại không đi vào theo. Chỉ có một mình Cao Nhất Diệp đứng ở trước cửa Thanh Lâu. Nàng không dám đi vào, bởi vì nơi đó nữ hài tử bình thường là không dám vào, đành phải đứng ở cửa, lớn tiếng nói vọng vào bên trong, các ngươi thật sự đói không chịu được sao. Một cô nương Thanh Lâu khóc ròng nói, thật sự là chưa ăn gì rồi, chúng tôi đã rất lâu rồi chưa buôn bán được gì. Một người khác cũng khóc ròng nói, không có ân khách tới cửa nữa. Cao Nhất Diệp, biết cầm kỳ thư họa không? Mấy cô nương Thanh Lâu hai mặt nhìn nhau, vài giây sau mới xấu hổ nói, đều biết một chút. Vấn đề này, nghe cũng quá là kỳ khôi rồi phải không? Làm gì có người chạy tới Thanh Lâu hỏi cô nương có biết những thứ này không? Đây là kỹ năng cơ bản của chúng tôi mà, không biết những thứ này làm sao kiếm ăn Thanh Lâu. Chỉ có thể làm ở kỹ viện cấp thấp thôi. Cao Nhất Diệp, biết là tốt rồi, đi theo ta. Một nữ nhân béo tuổi trung niên đẩy cánh cửa lầu một ra, nhìn Cao Nhất Diệp với vẻ mặt cổ quái. Mặc dù Cao Nhất Diệp không mặc y phục tơ lụa, nhưng trên người là y phục vải bông sạch sẽ, cả người đều hiện ra ba chữ to ta không nghèo. Nữ nhân béo kia cũng không dám lỗ mãng với Cao Nhất Diệp, lựa lời nói, vị tiểu thư này, ta biết ngài là một người thiện tâm. Nhưng những cô nương Thanh Lâu này đều đã bán thân vào Thanh Lâu, không thể tùy tiện đi với ngài được. Cao Nhất Diệp nghe Lý Đạo Huyền phân phó liền trả lời, bà là Tú bà. Nữ nhân béo gật đầu, đúng vậy. Cao Nhất Diệp, tôi muốn đưa những cô nương ở đây ra, cần bao nhiêu tiền? Tú bà ngây cả người, họ cũng không phải là cô nương tầm thường, mỗi một người đều biết cầm kỳ thư họa, biết rất nhiều bản lĩnh. Là một khoản tiền rất lớn. Cao Nhất Diệp, 10 thạch bột mì, đủ chưa? Một thạch tương đương với 10 đấu. Một đấu ngàn tiền. 10 thạch bột mì chính là 100 lượng bạc a. Đang thiên tai, các cô nương Thanh Lâu vốn là không buôn bán được gì, Tú bà không chỉ không thể dùng bọn họ kiếm tiền, còn phải nuôi cho họ đừng chết, do dự một giây cũng là không tôn trọng với giá thị trường, bán, hiện tại họ đều là người của ngài rồi. Mấy cô nương đang đứng bên cửa sổ liền thất thần, thật không nghĩ tới, người sống nặng mấy chục cân, đủ 4 người, cộng lại cũng mấy trăm cân thịt,
kết quả chỉ có thể đổi lại 10 thạch bột mì. Sớm biết bản thân bạc mệnh, chỉ là không nghĩ tới bạc đến nước này. Cao Nhất Diệp, tôi phái một người đi cùng mọi người đến nhà sách Trừng Thành, một tay giao người, một tay lĩnh bột mì. Bà cho người chờ ở nhà sách, tôi trở về rồi sẽ sắp xếp cho mọi người. Tú bà mừng rỡ, vội vàng dẫn bốn cô nương đi theo một dân đoàn đi nhà sách. Cao Nhất Diệp lại thở dài, tiếp tục dẫn người của dân đoàn đến miếu Thành Hoàng. Đi tới một con đường an tĩnh không người cách miếu Thành Hoàng một đoạn, Cao Nhất Diệp rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu lên hỏi, Thiên Tôn, ngài, mua những nữ tử thanh lâu đó lại, là muốn thưởng cho người của dân đoàn sao? Ủ. Lý Đạo Huyền thiếu chút nữa phun ra bánh trôi nước trong miệng, cô gái nhỏ nghĩ cũng hay thật, cả điểm này cũng dám nghĩ đến, đương nhiên không phải rồi. Vù, không phải là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Cao Nhất Diệp nói, ta còn tưởng rằng, Thiên Tôn muốn. Ụ. Lý Đạo Huyền ôn hòa nói, những nữ tử thanh lâu này, đa số là thân bất do kỷ, bị phụ mẫu bán vào thanh lâu, đều là những nữ nhân số khổ. Từ nhỏ họ học tập cầm kỳ thư họa, thật ra đều có một thân bản lĩnh. Bản lĩnh này lại bị lưu lạc phong trần, rất đáng tiếc. Còn không bằng thừa dịp giá thị trường của họ không cao, dùng giá thấp mua họ ra, như vậy có thể để cho họ phát huy được tác dụng quan trọng hơn. Cao Nhất Diệp ngạc nhiên nói, tác dụng quan trọng. Lý Đạo Huyền, ta dự định để họ làm nữ thư ký cho ngươi. Cao Nhất Diệp lấy làm lạ, hả? Nữ thư ký là cái gì? Lý Đạo Huyền cười, nữ thư ký tựa như sư gia vậy, là người giúp đỡ đông ông làm việc, chỉ là cách gọi không giống nhau. Nếu gọi nữ nhân là sư gia thì rất quái lạ, cho nên chỉ có từ nữ thư ký này thôi. Cao Nhất Diệp bừng tỉnh hiểu ra, thế nhưng, ta cũng không có chuyện gì làm, không cần người khác giúp ta làm việc. Không, ngươi cần. Lý Đạo Huyền, bên trong Đạo Huyền Thiên Tôn trừ ma chuyện tập thứ hai, ngươi vẽ cảnh ta chụp chết Vô Thượng Minh Vương, vẽ cánh tay của Vô Thượng Minh Vương muốn đứt luôn rồi. Cao Nhất Diệp đỏ mặt, ta, họa công của ta, còn. Lý Đạo Huyền, họ biết vẽ, có thể giúp ngươi xử lý loại chuyện này, ngươi chỉ cần suy nghĩ tình tiết là được, hình ảnh cụ thể có thể để họ giúp ngươi chi tiết hóa ra. Cao Nhất Diệp bừng tỉnh, Lý Đạo Huyền, họ còn có thể viết chữ, có thể giúp ngươi chú thích thêm văn tự trong truyện tranh. Còn có, ngươi dẫn dắt các phụ nữ trong thôn mở một cửa hàng bán vải bông trong khu thương mại cao ra đúng không? Cao Nhất Diệp gật đầu, đúng vậy, doanh thu, lợi nhuận các thứ trong cửa hàng có phải đang rất lộn xộn? Vừa hỏi những điều này, Cao Nhất Diệp liền xấu hổ đỏ mặt. Quả thật, cửa hàng vải bông do các nữ nhân hợp tác làm ra, hiện tại sổ sách đang rất lộn xộn, từ đầu tới giờ chưa lúc nào được rõ ràng. Lý Đạo Huyền nói, trong thôn rất thiếu nữ nhân biết tính toán. Chỉ có một tam tiểu thư là học hành một chút, nhưng nó có nhiệm vụ quan trọng hơn, không thể đi làm những việc lặt vặt được. Mà mấy nữ tử thanh lâu này lại có thể, sau này họ sẽ có tác dụng rất lớn. Giờ thì Cao Nhất Diệp đã hiểu. Thiên Tôn luôn suy nghĩ đến những việc càng xa hơn, chỉ có ta là tiểu nữ nhân ở nông thôn không hiểu mà thôi. Nói chung, nghe Thiên Tôn nhất định là không sai. Lại tỉ mỉ suy nghĩ, cảnh tượng vừa nãy mấy nữ tử kia đứng trên cửa sổ khóc lóc, trong lòng cũng rất không thoải mái. Người cực khổ trên thế gian này rất nhiều, có thể cứu được người nào thì hay người ấy. Ai? Lý Đạo Huyền, sau khi dẫn họ về thôn, đừng cho người khác biết nghề nghiệp của họ. Cũng phải nghiêm túc cảnh cáo tất cả những người trong dân đoàn ngày hôm nay, không để họ nói chuyện này ra. Đầu tiên phải tôn trọng bọn họ, rồi mới nhận được sự tôn trọng của họ. Cao Nhất Diệp vội vàng nói, ta hiểu rồi. Chương 260, ngươi muốn làm lão bách tính mệt chết sao? Cao Nhất Diệp rất nhanh đi đến miếu Thành Hoàng, thương thảo với tam phu nhân, thu xếp cho một số thiện nam tín nữ ra khỏi thành xem Đạo Huyền Thiên Tôn hiển linh, tiện thể đưa cho họ một số lương thực. Đợi đến khi nàng làm việc xong thì là lúc mặt trời sắp lặn. Trở lại nhà sách, liền thấy bốn cô nương thanh lâu đang vẻ mặt thấp thỏm bất an chờ chủ tử mới của họ trở về. Vừa thấy Cao Nhất Diệp, bốn cô nương lập tức cùng nhau tiến lên chào, nhỏ giọng nói, nương, chúng con mới đến, không biết quy củ của tiểu nương, xin tiểu nương chỉ bảo nhiều hơn. Xưng hô này khiến Cao Nhất Diệp giật mình. Vừa mới tròn 16 tuổi chưa được mấy ngày, đã bị người khác gọi là nương, bốn người quay về nàng tự xưng nữ nhi, thật sự là dọa người. Lý Đạo Huyền không khỏi cười ha ha, Nhất Diệp, họ nghĩ ngươi cũng mở thanh lâu, mua họ về cũng là muốn làm chuyện này. Lúc này Cao Nhất Diệp mới hiểu,
Mình bị coi thành tú bà mới rồi, mới 16 tuổi a, đã bị người khác coi thành tú bà rồi, như thế sao mà đỡ được. Nàng vội vàng xua tay, không phải, mọi người hiểu lầm rồi, ta mua mọi người trở về, không phải như mọi người nghĩ đâu. Bốn cô nương thanh lâu trong lòng bất an, hỏi dò, vậy, ý của nương là, Cao Nhất Diệp nhất thời không biết ứng đối thế nào, ôi. Lý Đạo Huyền nở nụ cười, cho họ xem Đạo Huyền Thiên Tôn trừ ma chuyện, nói là ngươi mời họ về giúp ngươi vẽ, như vậy họ sẽ hiểu được nhanh hơn, sau đó lại từ từ nói cho họ chân tướng. Giờ thì Cao Nhất Diệp đã hiểu, vội vàng lấy chuyện tranh dở ra cho bốn cô nương xem. Bốn cô nương thanh lâu còn tưởng rằng mình mới thoát khỏi một thanh lâu, lại tiến vào một thanh lâu khác, hiện tại nghe Cao Nhất Diệp nói mới hiểu được, không ngờ còn có người mời mình về vẽ chuyện. Điều này cũng quá lạ lùng rồi nhỉ. Một cô nương nhịn không được lý nhí hỏi, nương, con cả gan hỏi. Chúng con, xem như là, hoàn lương rồi à? Cao Nhất Diệp chớp chớp mắt, lẽ nào các ngươi không muốn hoàn lương sao? Bốn cô nương đồng thời sửng sốt, sau đó tất cả rơi nước mắt, nằm mơ cũng nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới, giấc mơ ngày hôm nay sẽ biến thành hiện thực. Lý Đạo Huyền thở dài, Nhất Diệp, bảo họ thay đồ đi, mặc vào y phục vải bông bình thường, tẩy phấn son, quên hết chuyện trước đây đi. Bốn cô nương đi vào hậu đường, thay y phục và tẩy trang. Cao Nhất Diệp lại nhìn bầu trời, vẻ mặt có vẻ khổ sở, Thiên Tôn, trước khi chưa tới huyện thành, mỗi ngày ta ở trong thôn vui cười, nhìn trong thôn phồn hoa náo nhiệt. Đã quên mất bên ngoài thiên hạ đang hạn hán, gần đây liên tục hai lần đi tới huyện thành, mới nhìn được người bên ngoài khốn khổ như vậy. Trong lòng của ta thật là khó chịu, có chuyện gì ta có thể lập tức đi làm được không, ta rất muốn giúp bọn họ. Lý Đạo Huyền khẽ thở dài một hơi, yên tâm, ngươi đã và đang làm rồi. Hiện tại ngươi đứng ở huyện thành, chính là vì cứu bọn họ. Cao Nhất Diệp, nhưng ta cứ cảm thấy mình làm còn chưa đủ. Hai người đang nói đến đó, Lý Đạo Huyền đột nhiên ơ một tiếng, điểm chú ý chuyển tới cửa nhà sách, liền thấy một người tí hon bên ngoài, quen thuộc vừa mới xoay người xuống ngựa ở cửa nhà sách. Chính là huyện lệnh Lương Thế Hiền. Lương Thế Hiền lại đến nhà sách. Lý Đạo Huyền phấn chấn, có trò hay xem rồi. Nhất Diệp, ngươi che mặt, đội nón che vào, đi đến tiền sảnh xem kịch vui đi. Cao Nhất Diệp vội vàng theo lời hành sự. Lực chú ý của Lý Đạo Huyền cũng hoàn toàn chuyển tới bên Lương Thế Hiền. Chỉ thấy Lương Thế Hiền đứng ở cửa nhà sách, ngẩng đầu lên, nhìn bảng hiệu nhà sách Trường Thành, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Lý Đạo Huyền liền hiểu ngay, người này đã biết nhà sách không bình thường, lấy tài trí thông minh của hắn là có thể đoán ra hậu trường của nhà sách là Lý Gia. Hắn đứng ngẩn ra ở đó, hẳn là còn đang suy nghĩ nên giao tiếp với Lý Gia thế nào. Thiệu Hưng Sư ra từ phía sau bắt kịp, tiến đến bên tai Lương Thế Hiền, thấp giọng nói, Đông ông, bây giờ còn chưa đến lúc ngả bài với Lý Gia. Lương Thế Hiền gật đầu, yên tâm, bản quan không dự định ngả bài, chỉ là đến xem thôi. Nói xong, hắn thở dài sườn sượt, nhìn dân chúng ra vào nhà sách, lĩnh bột mì, lại rất phấn khởi chạy ra. Ánh mắt phức tạp, Lý Gia quá có thực lực, thật nhiều lương thực, nếu bản quan có nhiều lương thực như vậy, lo gì? Ôi! Tâm tình chán hẳn, hắn xoay người lại muốn đi. Lý Đạo Huyền vốn đang không có ý nghĩ gì, thấy động thái của Lương Thế Hiền, đột nhiên trong đầu có một hình ảnh phong ấn đã lâu chợt sáng lên. Đó là khi Lương Thế Hiền lần thứ hai tới thôn Cao Gia, hắn thấy đường xi măng có vẻ rất động tâm, còn hỏi Tam Thập Nhị làm ra đường này thế nào. Thế nhưng Tam Thập Nhị cảnh cáo hắn một câu, thiên hạ hạn hán, không thích hợp sửa đường. Lương Thế Hiền mới bỏ đi ý nghĩ này. Hình ảnh đó hiện lên trong đầu, đồng thời Lý Đạo Huyền chợt có tính toán, Nhất Diệp, nhanh đi gọi Vương Tiên Sinh, đuổi theo gọi huyện lệnh lại, nói là Lý Gia ta có một công trình lớn muốn bàn với hắn. Lương Thế Hiền ủ rũ xoay người rời đi, đi được hai bước, muốn xoay người lên ngựa, đúng lúc này thì Vương Tiên Sinh trong nhà sách chạy ra, phất tay kêu to, huyện tôn đại nhân, xin dừng bước. Lương Thế Hiền đánh thót một cái, không xong, bị người của Lý Gia thấy rồi. Hiện tại ta rất không muốn ngả bài với họ, sợ bọn họ biết được ta phát giác ra gì đó, sẽ không cho lương nữa. Thế nhưng đã bị gọi tên rồi, vậy thì tuyệt đối không có đạo lý bỏ chạy. Hắn đành phải xoay người lại, quay về Vương Tiên Sinh mỉm cười, thì ra là Vương Tiên Sinh của nhà sách Trường Thành, bản quan đi ngang qua đây, xem vu vơ vậy thôi, cũng không có chuyện gì. Vương Tiên Sinh cũng mỉm cười, tại hạ có một việc, muốn mời huyện tôn đại nhân hỗ trợ. Lương Thế Hiền, ồ. Vương Tiên Sinh,
tin tưởng huyện tôn đại nhân đã phát hiện, gần đây tại hạ mặc dù gọi là bán sách, kỳ thật là phát cháo tế dân. Lương thực của tại hạ đều là lấy từ Lý gia của thôn Cao gia. Trong lòng Lương Thế Hiền vang lên hồi trống, bản quan không bóc trần, nhưng ngươi lại chủ động nói ra. Không xong, đây không phải là muốn chặt đứt lương của ta chứ? Hoặc là dùng cạn lương thực để áp chế bản quan làm chuyện gì trái với pháp luật? Trong lòng hắn hoảng loạn. Vương tiên sinh lại nói, huyện thành nhân khẩu rất đông, ta từ thôn Cao gia vận lương qua đây, hơn 30 dặm đường, xe lương cũng bị gãy mất bao nhiêu cái bánh xe rồi, sa phu vận lương cũng mệt mỏi. Cho nên tại hạ có một chuyện muốn nhờ, có thể thỉnh cầu huyện tôn đại nhân hạ lệnh, làm một con đường xi măng, từ huyện thành đến thôn Cao gia được không? Vừa nghe hắn đề xuất yêu cầu này, Lương Thế Hiền liền ngẩn ra, có lầm hay không? Tình huống gì? Thiên hạ mấy năm liền hạn hán, dân chúng lầm than, bên ngoài còn có phản quân Cố Nguyên và nhiều nhóm lưu khấu làm loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh. Dưới loại tình huống này ngươi còn muốn làm đường, hơn 30 dặm A, công trình rất lớn. Ngươi muốn làm dân chúng mệt chết rồi chôn luôn ở trong nền đường sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, liền nghe được Vương tiên sinh lên tiếng, không phải lao dịch, mà là chọn dùng phương thức thuê công nhân. Công nhân làm đường mỗi ngày phát 3 cân bột mì, do Lý gia chi trả. Lương Thế Hiền không hề nghĩ ngợi, lập tức chốt, kế này đại thiện. Làm, lập tức làm đường, lập tức làm đường. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.